Xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita Parfum nước hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để review thật là chi tiết với các bạn một trong những chai nước hoa mà theo mình là rất là nổi tiếng của nhà Narciso. Đó chính là chai Narciso Rose hay còn gọi là chai Narciso đỏ. Đây, trên tay mình là chai Narciso Rose hay là Na đỏ mà mình sẽ cùng nhau review chi tiết ngày hôm nay. Thì mình tin rằng ở đây là hầu như tất cả mọi người đều biết đến nhà Narciso cùng với lại những chai nước hoa rất là nổi tiếng của nhà Na rồi đúng không? Thì Narciso gần đây là một gương mặt sáng giá trong thế giới mùi hương. Chai nước hoa đầu tiên của họ được ra mắt vào khoảng năm 2003, đó chính là chai Narciso Rodriguez for Her, bản EDT. Đó là chai nát đen cao. Từ đó tới nay thì chai nước hoa Narciso Rodriguez đã chiếm được rất là nhiều trái tim của phái đẹp bởi vì mùi hương là quyến rũ, nữ tính và mới lạ. Đặc điểm của nhà Narciso đó là làm xạ hương rất là hay, nên vậy nên nếu mà bạn nữ nào mà thích mất mùi xạ hương thì mình không thể bỏ qua các chai nước hoa của nhà Narciso được, đúng không? Thì một lần nữa theo mình là Narciso Rodriguez đã rất là thành công với cái sáng tạo mới nhất của họ, chính là chai Na đỏ này. Mình sẽ cùng nhau quan sát về cái chai nước hoa này một tí. Thì chai nước hoa này được ra mắt vào khoảng năm 2018, cũng mới gần đây thôi, và là sản phẩm của chuyên gia nước hoa Sonia Constant. Nồng độ của nó là EDB, tức là Eau de Parfum, và hiện nay thì hãng có 3 size là 30, 50 và 90ml. Trên tay Dung đang là cái bản full box 90ml của hãng. Đây là một trong rất là ít những chai nước hoa của nhà Narciso mà được diễn đàn nước hoa thế giới Frantica đánh giá rất là cao. Nếu mình không nhớ nhầm thì chai nước hoa này được rate khoảng chừng 4.06 trên 5 điểm. Đây là một chai nước hoa mà theo mình là nó bắt mắt ngay từ cái lần mình nhìn thấy nó đầu tiên. Cái thiết kế của nó rất là nổi bật vì nó màu đỏ. Không những cái chai nó màu đỏ mà cái hộp nó cũng màu đỏ nha các bạn nha. Đây nè, cái hộp của nó cũng đỏ, nó đỏ từ đầu tới đuôi luôn. Nó là một cái khối thủy tinh vuông rất là dài. Ở trong nó được sơn màu đỏ nên là nhìn nó đỏ rực. Còn thật ra thì cái màu của cái chai nước hoa này nó màu vàng hơi nhạt. Cái phần nắp của nó là bằng nhựa cứng và nó có khắc tên hãng ở trên đây, hãng Narciso Rodriguez. Theo mình thấy thì đây là một trong những chai nước hoa có cái thiết kế đẹp và không có gì để chê cả. Mình thích chai này, mình thích cái thiết kế lùng này hơn là những chai cao của hãng rất là nhiều. Thiết kế thì đẹp như vậy, còn mùi hương thì nó như thế nào? Thì mình sẽ dành một ít thời gian để mình chia sẻ về cái mùi hương của chai Narciso này. Top note của chai Narciso này khi mà mình vừa mới xịt ra thì nó là mùi hoa hồng Bulgari, hoa diên vĩ và xạ hương. Đều là những cái loại hoa màu đỏ hết. Nên vậy theo mình nghĩ là cái thiết kế màu đỏ nó rất là hợp với lại cái mùi hương đỏ rực của cái chai nước hoa này. Khi mà chai nước hoa nó bắt đầu nó dry down xuống khoảng chừng 15 hoặc là 30 phút thì mình bắt đầu mình nhận thấy là có đậu tonka và có mùi vani rất là ngọt. Khi mà các làn hương của chai nước hoa đã bắt đầu nó bay đi rồi và nó mix với mùi cơ thể mình thì mình có thể nhận thấy ở đây là có các loại hoa trắng nè, gỗ tuyết tùng, vetiver và thậm chí là vẫn còn phản phất vani và xạ hương nữa, khiến cho mình cảm giác cá nhân thì đây là một mùi hương rất là duyên dáng. Như các bạn đã biết về nhà Narciso Rodriguez thì đây là một nhà nước hoa làm nốt mùi xạ hương rất là hay. Thì trong chai Narciso này cũng vậy, xạ hương nó được làm khá là mịn màng đều tay. Hoa hồng thì không quá nồng, rất là nhẹ nhàng và cân bằng. Thêm nữa thì cái điểm nhấn hoa iris, tức là hoa diên vĩ, cũng là một cái điểm nhấn thú vị dành cho cái mùi hương này. Với đánh giá cá nhân mình thì là mình không ngửi vào được cái nốt hoa diên vĩ, tức là hoa iris. Do đó đây sẽ không phải là sự lựa chọn đầu tiên của mình giữa vô vàn những cái sản phẩm xạ hương khác của Narciso. Tuy nhiên, điểm ưu điểm là chai này nó bám tỏa rất là tốt. Ở trên da mình thì nó tầm khoảng 6 đến 8 tiếng, trên quần áo thì nó còn lâu hơn nữa. Và mình đánh giá đây là chai nước hoa rất là đa dụng. Bạn có thể đi làm, này, đi chơi, này, đi tiệc tùng đều khá là ổn. Mùi hương của nó là vừa phải đúng mực. Nó không quá nồng mà nó cũng không quá nhạt luôn. Do vậy nếu mà bạn là fan của iris hoặc là bạn là fan của nốt phấn thì mình có thể thử vào cái chai nước hoa này. Bởi vì mình có rất là nhiều khách hàng yêu thích cái mùi hương này và sử dụng hàng ngày luôn, làm signature scent. Do đó là nếu mà bạn chưa thử thì mình có thể thử cho biết ha. Còn nếu mà mình thử xong mình biết rồi mà mình thích nữa thì mình có thể mua full size. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình ngày hôm nay ha. Bye bye.